Vừa qua trên biển Đông xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ trở thành cơn bão đầu tiên xuất hiện vào đầu mùa mưa lũ và đúng như dự đoán của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia với sức gió mạnh vùng áp thấp này đã trở thành cơn bão số 1 với tên quốc tế là Chaba đang di chuyển theo hướng bắc tây bắc và có khả năng mạnh thêm gây ảnh hưởng trên diện rộng. Vào hồi 10 giờ ngày 30 tháng 6, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 115,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 10 giờ ngày 30 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong vòng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được 10-15 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km một giờ giật cấp 10. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 15 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và tiếp tục mạnh thêm đến 10 giờ ngày 2 tháng 7 vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc, 111,8 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vĩ tuyến 17 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 110 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong vòng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 220 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62 đến 74 km một giờ và cấp 10. Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km và cường độ có xu hướng suy yếu dần. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 và cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ảnh hưởng bởi cơn bão số 1, dự báo sẽ có mưa lớn trên diện rộng, để có thể chủ động trước những hình thái thời tiết cực đoan, đảm bảo tính mạng cũng như giảm thiệt hại về mặt tài sản. Bà con nên chú ý theo dõi những thông tin mới nhất về đường đi cũng như sức ảnh hưởng của cơn bão.